Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, mới đây chương trình có nhận được yêu cầu tư vấn pháp lý từ một nhà đầu tư với nội dung như sau. Năm 2008, công ty B thực hiện cổ phần hóa và chào bán đấu giá cổ phần. Ông V đã mua 20.000 cổ phần, tương đương 206 triệu đồng. Đến năm 2010, công ty B chỉ cấp cho ông Trần V một giấy chứng nhận nộp tiền mua cổ phần. Sau đó, ông V đã nhiều lần liên hệ với công ty B để yêu cầu ghi nhận tư cách cổ đông thì được biết việc cổ phần hóa của công ty B không thành công. Do đó, năm 2018, ông V đã khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm dứt hiệu lực hợp đồng này do công ty B chậm thực hiện nghĩa vụ, đồng thời đề nghị công ty B phải hoàn trả số tiền 206 triệu đồng. Công ty B cho biết, thực hiện chủ trương cổ phần hóa, công ty đã tiến hành đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Song do số cổ phần bán ra không đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định, nên việc công ty B không cổ phần hóa thành công là do điều kiện khách quan. Chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay đã mời tiến sĩ Hà Công Anh Bảo, Phó trưởng khoa luật Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, tư vấn và đưa ra những câu trả lời cụ thể. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào tiến sĩ Hà Công Anh Bảo ạ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, theo tình tiết cụ thể ở trên thì công ty B đã vi phạm nghĩa vụ gì đối với các nhà đầu tư như ông V ạ? Và xét về thực hiện cổ phần hóa thì công ty B liệu đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết chưa ạ? Thưa ông. Việc cổ phần hóa này đã có những cái hướng dẫn cho các doanh nghiệp chúng ta phải tuân thủ. Nhưng mà 10 năm anh không có một động thái gì cả. Cái đó là chúng ta sẽ thấy về khía cạnh về việc cổ phần hóa. Còn nếu mà chúng ta xét trên một cái gọi là hợp đồng đơn thuần thì chúng ta sẽ thấy rằng là anh đi bán một cái sản phẩm, nhưng mà lúc đó anh lại không hiểu rõ được rằng là cái sản phẩm của anh như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta đã thấy rằng là có sự vi phạm của doanh nghiệp phát hành rồi, đúng không? Như vậy tóm lại ở đây thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó là vi phạm do không thực hiện hợp đồng. Và thứ hai, nếu xét về cái tuân thủ cái trình tự để mà xử lý việc thực hiện cổ phần hóa thì chúng ta sẽ thấy đó là liên quan đến doanh nghiệp không thực hiện những cái bước cần thiết để triển khai thực hiện thành công cái công cuộc cổ phần hóa. Vâng, có thể thấy là việc đầu tư của ông V ở trên là không hiệu quả và tốn kém về mặt thời gian. Vậy ông có tư vấn gì cho các nhà đầu tư khi mua cổ phần của các doanh nghiệp không ạ, thưa ông? Khi mà chúng ta đầu tư vào một công ty chuẩn bị được cổ phần hóa, đó là chúng ta phải hiểu cái công ty đó như thế nào. Thứ nhất, anh phải nắm được xem rằng là cái công ty này tình hình tài chính họ ra sao. Chúng ta phải biết được rằng là cái lĩnh vực họ hoạt động như thế nào. Chúng ta xem xét cái giá trị khi mà chúng ta, tại sao chúng ta phát hành thành công và không thành công. Tại sao ở đây chúng ta chỉ bán được 12%, đúng không ạ? Trong khi phải quy định tối thiểu là 25%. Chúng ta phải xem đội ngũ lãnh đạo. Cái con thuyền được lái đó do thuyền trưởng là ai thì chúng ta cần phải xem xét đánh giá họ. Và những cái vấn đề này nếu chúng ta là trong lĩnh vực chuyên về tài chính, chúng ta sẽ xem xét các báo cáo đánh giá của các công ty chứng khoán. Chúng ta sẽ xem xét đánh giá của các giới đầu tư, chúng ta sẽ xem như thế nào. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của tiến sĩ Hà Công Anh Bảo đã kết thúc chương trình Kinh doanh và Pháp luật của chúng tôi hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas,
Năng lượng khơi nguồn đổi mới.